Hello, Cầm xin chào cả nhà mình nha. Hiện tại thì trên tay Cầm đang cầm một cái lọ kem Mungo đa năng chuyên đặc trị tất cả các bệnh về da nha cả nhà. Thì theo Cầm thấy á, thì cái lọ kem Mungo này nó có rất là nhiều công dụng tuyệt vời, nhưng mà mỗi vấn đề thì chúng ta sẽ có một cách điều trị khác nhau và cách sử dụng khác nhau. Khi mà chị em mình có con nhỏ mà bị chảy xước, bị té hoặc là bị những cái vết thương lớn á, thì mình có biết cách để mà mình xoa dịu vết thương cho con và mình sử dụng cho con đúng cách để mà khi trẻ lớn lên không để lại sẹo, không để lại thâm và làm trẻ mắc tự tin nha cả nhà. Đó. Bây giờ thì Cầm sẽ kể cho các bạn nghe là một cái câu chuyện có thật nha cả nhà. Chính gia đình Cầm là người đã trải nghiệm trước. Đó thì chính bé của Cầm thì 8 tuổi là bé rất là hiếu động và rất là tinh nghịch nè. Chạy nhảy thì tay chân hay bị chảy xước liên tục luôn. Có nghĩa là vết thương hầu như là mỗi ngày đều có. Thì chính nhờ vào cái lọ môn này và Cầm làm đúng quy trình hướng dẫn và thoa kháng khuẩn cho con xong rồi mình kết hợp thoa kem môn thì bé mình đã không để lại sẹo, không để lại thâm nha cả nhà. Nếu như không nhờ lọ Mungo này thì bé nhà Cầm nó đã, em nghĩ chắc là nhiều sẹo lắm và nhiều vết thâm trên da lắm. Và câu chuyện thứ hai đó chính là anh rể của Cầm. Khi bị tai nạn xe thì chính vùng mắt và vùng miệng của anh là nó bị bể và vết thương rất là to. Nhưng mà nhờ vào các bước mà Cầm hướng dẫn anh và anh kết hợp thoa kem Mungo thì trong 3 ngày đầu da mình bắt đầu kéo da non và bắt đầu khô mài lại cả nhà, bắt đầu khô mài lại. Lúc đầu thì nó sẽ có rỉ nước vàng nha, nhưng mà khi mình thoa dần dần thì nó sẽ khô mài lại và đúng một tuần lễ thì bắt đầu những cái mài này nó sẽ bong ra và nó kéo da non lành hẳn nha cả nhà. Và thoa kiên trì đúng 10 ngày thì lúc này da mình nó liền lặn hẳn luôn, không để lại sẹo, không lại để lại một tí thâm nào nha. Đó. Bạn biết mà tại sao chỉ với một cái lọ kem nhỏ như thế này nhưng giúp mình cải thiện được cái tình trạng vết thương hở nhanh không cả nhà? Bởi vì trong cái lọ Mungo này á, là 95% là tinh chất nghệ nano và 5% còn là mỡ chăn, tinh chất hoa hồng, dầu jojoba và tinh chất nhân sâm. Nói chung đây là các dược liệu nó giúp cho vết thương của mình nhanh lành nha cả nhà, nhanh lành, kháng khuẩn, kháng viêm cực kỳ tốt. Và ngoài ra thì nó còn giúp vết thương của mình khi lành là không để lại sẹo, không để lại thâm nha. Bây giờ Cầm sẽ hướng dẫn cho chị em mình các bước cụ thể nha cả nhà, để mà trong quá trình chúng ta điều trị vết thương hở thì chúng ta sẽ dễ vận dụng hơn và chúng ta cần nên làm cái gì và chúng ta nên tránh cái gì. Thì bây giờ Cầm sẽ đưa ra các bước cụ thể để cho chị em mình nhận dụng nha. Đầu tiên là đối với trường hợp mà vết thương hở lớn á, thì chúng ta sẽ chở đến bệnh viện để mà mình khâu giá vết thương. Và khi về, bước thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng cái chai Govidin này để mà kháng khuẩn, kháng viêm cho vết thương của mình. Và bước thứ ba thì chúng ta sẽ sử dụng cái kem Mungo thoa trực tiếp vào vết thương. Chúng ta thoa một ngày 3 đến 4 lần nha cả nhà. Và bước thứ tư đó là chúng ta nên kiêng các loại đồ ăn hải sản như là tôm, cua, cá da trơn nè, rồi các loại rau có mủ như là rau muống, rau lang và nước tương cà phê nha cả nhà. Nó sẽ gây ra thâm vết thương của mình. Và nếu như chúng ta ăn hải sản thì nó sẽ bị lòi thịt vết thương mình lên. Cho nên là chị em mình cần phòng tránh, cần cử kiêng những cái loại thức ăn trên. Khi mà vết thương của mình lành thì mình sẽ bình thường trở lại nha cả nhà. Đó, còn đối với trường hợp mà vết thương của bé mà trường hợp dạng nhẹ, chảy xước thì chị em mình chỉ cần là sát khuẩn bằng nước muối sinh lý hoặc là cái có sẵn chai Govidin này ở nhà thì chúng ta sử dụng chai này. Còn nếu như không thì chị em mình chỉ cần sử dụng nước muối sinh lý vệ sinh cho sạch da. Và bước tiếp theo đó là chúng ta sử dụng kem Mungo thôi. Đó. Cho nên là đây là những cái kiến thức mà Cầm đã cốt lõi và Cầm đã sử dụng cho khách hàng mình thành công. Vì thế cho nên là hôm nay em muốn chia sẻ đến cho chúng ta về một cái chuyên đề về Mungo chuyên đặc trị vết thương hở nha cả nhà. Và chị em nào đang gặp phải tình trạng trên thì cứ inbox ngay cho Cầm sẽ hỗ trợ tận tình để mà hướng dẫn chị em mình trong quá trình điều trị đạt được cái kết quả tuyệt vời nhất nha. Và em cam kết rằng nếu như trong quá trình sử dụng mà chúng ta không cải thiện được tình trạng bệnh, nếu như mà vết thương của mình không lành hoặc là không như các bạn mong muốn, ví dụ như là nó bị sẹo, bị thâm, thì lúc này Cầm sẽ chịu trách nhiệm hoàn tiền, thu hồi sản phẩm. Xin chào cả nhà mình nha, và em chúc cả nhà mình sẽ vận dụng được tất cả các kiến thức mà Cầm chia sẻ ngày hôm nay nha cả nhà.